Thưa quý vị, thời gian gần đây, lượng khách đến Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là khách MICE, khách du lịch kết hợp hội thảo hội nghị. Đây là tín hiệu khởi sắc của ngành du lịch thành phố. Đoàn du khách khoảng 700 người này vừa đến Đà Nẵng để tham dự hội nghị cuối năm kết hợp du lịch nghỉ dưỡng với hành trình 3 ngày 2 đêm. Đây cũng là lần thứ hai công ty này chọn thành phố bên bờ sông Hàn để tổ chức sự kiện của công ty. Chúng tôi vẫn quyết định chọn Đà Nẵng. Thực tế thì là với một cái tình yêu và Đà Nẵng là một thành phố cực kỳ là đáng sống. Cho dù là từ thời tiết này, rồi đến các phong cảnh và đặc biệt là con người ở đây vô cùng là hài hòa. Và tôi đánh giá rất là cao về cái sự phục vụ và sự chuyên nghiệp ở Đà Nẵng. Và tôi tin rằng là đoàn của chúng tôi ngày hôm nay sẽ nhận được một cái chuyến đi vô cùng là ý nghĩa và để lại nhiều những cái kỷ niệm. Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã đón hơn 5.000 lượt khách du lịch MICE. Bên cạnh những điểm du lịch chất lượng, độc đáo, một trong những lý do chính Đà Nẵng trở thành lựa chọn của các đoàn khách MICE lớn, đó là dịch vụ chất lượng cao và cơ sở vật chất phục vụ hội nghị hội thảo đẳng cấp quốc tế, có sức chứa khoảng 1.000 đến 2.000 khách cho sự kiện trong nhà. Ngoài ra, hiện nhiều đơn vị chủ động đưa ra các gói sản phẩm dành riêng cho thị trường khách MICE với các mức giảm giá từ 20 đến 60% để tăng thêm sức hút cho điểm đến Đà Nẵng. Chúng tôi đã xây dựng được một số cái sản phẩm dịch vụ trọn gói mang tính cạnh tranh tiết kiệm nhất. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ bằng các cái phương tiện vận chuyển. Ngoài khách tham dự hội thảo thì có thể đi tham quan một số nơi kết hợp với lại cái sản phẩm tour tham quan trong ngày của thành phố. Đà Nẵng là một cái điểm đến rất là lý tưởng cho du lịch MICE. Khởi đầu cho năm 2021 thì khách sạn đã, cho đến thời điểm ngày hôm nay thì khách sạn đã đón được trên 10 đoàn du lịch MICE. Đặc biệt có những cái đoàn vừa hội họp vừa nghỉ dưỡng hoặc là hội họp và yến tiệc. Đặc biệt có những cái đoàn rất là lớn đến 1.000 khách diễn ra trong tháng 1. Và chúng tôi cũng đang nhận được nhiều cái yêu cầu từ các đoàn du lịch MICE cho tháng 2, tháng 3 và tháng 4. Để phát triển loại hình du lịch này một cách bài bản, mạnh mẽ hơn, hiện Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã hoàn thiện đề án phát triển du lịch MICE Đà Nẵng, trong đó đưa ra 8 nhóm chính sách cụ thể hỗ trợ phát triển du lịch MICE. Ngành cũng đang đề xuất hoàn thiện cơ chế hỗ trợ nhanh chóng, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty đưa khách MICE đến thành phố trong năm nay, qua đó thúc đẩy du lịch MICE nói riêng, du lịch Đà Nẵng nói chung sớm phục hồi.